Hôm nay mình đến đi chùa Ngọa Vân. Cả nhà đi chùa Ngọa Vân, nơi Phật Hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết Bàn vào ngày mùng 3 tháng 11 năm 1303. Hiện trên chùa là còn lưu lại xá lợi của quan tháp xá lợi của Phật. Đây cáp treo, mấy hôm trước cáp treo hỏng, đi gõ cáp treo. Đây là trước đây là một cái am nhỏ gọi là am Ngọa Vân, nơi Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông là tu ở đây, lên đây tu rồi đây có cái chậm to đấy. Phật Hoàng Trần Nhân Tông là người sáng lập ra thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, ngài cùng hai đệ tử là Pháp Loa và Huyền Không là ba vị tam tổ của thiền phái Trúc Lâm. Huyền Quang nay vắng nhỉ, hôm nay là ngày thứ nên là ngày thứ nên là vắng. Vẫn mắt phải đi zig zag. Thật là này đi vắng này, này còn quay nhiều. Hôm trước còn cắt treo hỏng mới sửa lại nhỉ, mới sửa được cái chứ mà mấy hôm trước mà đi đi mấy hôm trước mà đi đi Ngọa Vân này là phải đi leo đi bộ, đi đường đi bộ đấy, mà mình chưa đi bộ lần nào ấy. Mình chưa được đi bộ. Trước toàn đi leo bộ, leo còn ngang mới đi leo Yên Tử ấy. Thì cũng vắng người ít người đi mà. Theo này là bao tiền vé nhỉ? 220.000 một vé. 220.000. Đây là lối đi bộ. Đi bộ người ta đi xuống đấy. Có gia đình đang dắt bộ đi xuống rồi. Người ta đi bộ như thế cơ mà. Nó đi bộ đi xa lắm.
Ngày trước là thấy bảo đi bộ lại còn phải đem đồ ăn các thứ là đi. Bây giờ vẫn phải đem. Đem đồ ăn và đi và ăn dọc đường chứ là sẽ nó không có. Đi leo xa. Cáp treo này thế mà cũng ở Yên Tử bây giờ là hơn 300 à? 380 hay sao ấy? À. Đây 220. Đây là 220. 220 một người. Thôi 220 cũng được. Chứ mà leo bộ lên tí nó có mỗi một đoạn leo bộ cũng mệt ấy. Hôm nay đi trời hơi âm u. Khả năng tí là lên trên kia là có mây mù. Đây là vào 220 vừa lên vừa xuống rồi. Đúng rồi. Mỗi cái khe leo lên dốc làm chùa xa quá. Thế mà cái ngày xưa là các cụ là leo lên trên đây là leo thế vua thầy. Ngày xưa là Phật là Trần Nhân Tông là leo lên đây là để tu tập ở trên này. Mẹ xem nhá, leo đấy mà leo bộ người ta leo men 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 này, người ta lên này này. Nếu mà ngày xưa là người đi theo tháng theo năm, còn mình bây giờ là đi theo giờ thôi. Ngày xưa mà để mà leo là lên trên những ngọn núi kia là phải mất cả tháng. Ủa, còn lên đây còn ủ tai. Nói chung là làm thế nào để thu hút khách về đây chứ cứ tình trạng này thì vắng lắm. Tình trạng như này thì không ăn thua. Khai hội từ 8 rồi. Tàn cấp không? Ngọa Vân này thì kết hợp Yên Tử thành một chuỗi. Nhưng mà Ngọa Vân với Yên Tử thì nó lại nhăng nhác nhau. Cũng cùng phải đi cáp treo thì cũng phải leo. Nhưng mà Ngọa Vân thì leo ít thôi. Yên Tử thì phải leo lên cao. Nhưng mà đã đi Yên Tử rồi thì về Ngọa Vân thì không ai dám, không ai muốn đi nữa. Bởi vì việc quá mệt mệt này. Nên là mọi người mà muốn đi Yên Tử với Ngọa Vân thì phải đi qua Ngọa Vân trước. Xong mới đi Yên Tử. Yên Tử chịu. Không, Yên Tử bây giờ cáp treo hai tuyến rồi, lên đến đấy cũng leo một ít thôi. Chỉ mất một đoạn là từ cáp treo lên chùa Hoa Yên thôi, với lại từ cáp treo lên chùa Đồng thôi. Nó cũng không phải leo vất vả ngày xưa. Vẫn còn qua chứ nữa nhà. Vẫn còn cái rồi nhà. Qua ba ngọn núi chưa? Cái gì hút dưới kia. Bây giờ mẹ ngồi có nhìn cái chỗ kia không? Hai tuyến cáp treo mà. Treo nữa. Lên đỉnh cơ mà. Kia đỉnh kia là hết này. Đấy, nếu mà đi bộ là phải đi xuyên qua mấy cái ngọn đồi này, ngọn núi này. Không nhìn thấy cái đường đi bộ đâu hả nhỉ? Đi bộ thì nó sẽ men theo những cái, nó men theo những cái kia. Đấy, nó men theo những cái đường rìa của núi à. Đây đây vòng qua những cái ngọn đồi này thì mới đến được. Ngày xưa đi Ngọa Vân là cũng mất cả ngày ấy nhỉ. Em chưa leo lần nào. Ngày trước bọn học, bọn kia nó học sinh hay đi, mình chưa rồi đi. Đi và đi từ sáng sớm, xong rồi mang theo xôi gà, rượu thịt đi ăn dọc đường. Xôi gà, rượu. Thật nhiều người đi và đi gạng dạng nữa, vừa đi dã ngoại ấy. Chỉ học sinh thôi, hay đi. Xong là đi mang đồ ăn thức uống đi, xong là nướng dọc đường. Bây giờ mình đi hồ thiên mà chẳng thế. Đúng không? Hồ thiên thì toàn leo bộ thôi, làm gì mà đi cáp treo. Hôm nào trời đang nắng thì mình đi hồ thiên. Automatic. Đến là cáp treo rồi.
đây là lên đây là cũng mưa mưa này, có hạ ướt này. Đây là lối leo đường dốc, còn lối kia là lối xuống thì mình có lên lên thì mình đi leo bậc. Đấy, tuyến cáp treo đi qua 1, 2, 3, 4 quả đồi. Giờ phải leo đường dốc. Nhưng mà đi dốc thoải thoải này còn dễ đi hơn là cái bậc. Bậc thì đã hay bị mỏi chân. Đèo lúc mỏi đấy, không mỏi đâu. Ngày xưa là các cụ là toàn lên những đỉnh núi, ngọn núi tu để cho nó yên tĩnh. Ở đây nó có cây trúc nó màu đỏ này nhỉ. Những cái cây trúc nó lại màu đỏ này. Mà trúc nó nhìn rất lạ, đẹp. Đi lên đến chùa Ngọa Vân. Đây là 140 bậc.
hơi bị mệt đấy. Mây mù. Mây mù răng lối. Đây là chùa Ngoạ Vân, được xây dựng vào năm 2014, xây dựng theo hình chữ nhị, gồm phần trước là tiền đường và sau là hậu đường. Hai bên ông, hai ông bên hộ pháp, một ông thiện, hai là ông ác. Sau này là ban tam bảo. Trên cùng là tượng Phật Thích Ca Mâu Ni, bên dưới là Tam Tổ Trúc Lâm, ở giữa là tượng Phật Trần Nhân Tông, hai bên là hai vị Nhị Tổ và Tam Tổ Pháp Loa và Huyền Quang. Hai ban bên cạnh nên là hai vị Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi và Phổ Hiền Bồ Tát. Đây là hai vị Bồ Tát bên cạnh Phật Thích Ca Mâu Ni cai quản cõi Ta Bà. Đây là lối lên cái chùa cũ, một cái am cũ. Ừ.
đây cũng là với là các cái bảo tháp chứa xá lợi của Đức Phật, Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Ừ, tượng cá cổ ngày xưa. Mấy trăm này. Đây nhá, nhìn tượng kìa. Nhìn rõ quan đúng không? Ừ. Quan với lại con gì kia kìa. Nhìn rõ không? Đây là những cái bức cũ ngày xưa. Đấy, bức cũ, đây cũng là tôn tạo lại luôn. Người ta tôn tạo. Hai bên luôn. Em nhìn, em không để ý, em đúng là nhìn rõ. Đây là cái am cũ, am cũ ở bên kia nhỉ? Bên kia. Ừ. Toàn bộ khu vực trên này cũng mới tôn tạo và xây dựng lại năm 2014 này. Để bắt được tượng Phật. Tam tổ Trúc Lâm Huyền Quang. Bên kia một bên là tam tổ, bên nhị tổ. Ở giữa là tượng Phật Hoàng. Đây là nhị tổ Pháp Loa. Đây là mới là cái am cũ này. Đấy, ngày trước là chỉ là cái am nhỏ như này thôi. Sau người ta mới tôn tạo lên thành chùa Ngọa Vân. Nên là trước đây người ta vẫn gọi là am Ngọa Vân, Ngọa Vân am. Qua tượng Đức Phật nằm. Đức Phật thì đây là am cũ. Đức Phật thì Phật quá. Phật Thích Ca thì nằm thì đầu hướng về phía mẹ cứ ở dưới này đi. Mẹ cứ em với bà xuống dưới kia nhé. Ừ. Chú chỗ cái chỗ vàng ở dưới nhé. Ừ. Thì anh đi lên đi, em với bà xuống có ghế ngồi chờ. Ừ. Đây là lên đỉnh núi, chả biết ở đây nó có cái bãi trên này, có cột cắm cột cờ. Tượng Phật Thích Ca thì
Phật nằm Thích Ca thì đầu hướng về phía tây, nhưng mà tượng Phật Trần Nhân Tông thì đầu nằm hướng về phía đông. Bên đây là hai bên là toàn trúc này. Ngày xưa cả ở Yên Tử thì là trên đền chùa Đồng, nơi Phật Hoàng Trần Nhân Tông tu thì ai đi Yên Tử biết, nhưng mà bây giờ thì toàn đi cáp treo. Ngày xưa là leo bộ là phải đi qua rừng tùng, xong đường trúc thì mới lên được đến chùa Đồng. Nên là khi mà Đức Phật, Phật Hoàng Trần Nhân Tông sáng lập ra leo lên đã, em nói mệt quá, leo tí rồi em mệt. Đấy. Ui, lên đây mây mù không nhìn thấy gì. Đấy này ơi, trời thì trời hơi mù, nhìn xuống dưới là không nhìn thấy gì nữa rồi. Đây là đỉnh núi, có một cái bãi rất bằng phẳng. Khi mà Phật Hoàng Trần Nhân Tông sáng lập là phái tu riêng, ông đã lấy tên là Thiền Phái Trúc Lâm Yên Tử là vì thế. Trước đây ngài du ngoạn là dọc cái tuyến dọc cái dãy núi Cánh Cung Đông Triều. Hôm nay trời mù mịt nên là chả nhìn cái gì. Gồm có Yên Tử, ngọn núi Yên Tử và Hồ Thiên và Ngọa Vân. Ngọa Vân là nơi Phật Hoàng là hóa Phật, tức là viên tịch ấy. Còn hai đệ tử của ngài là Nhị Tổ Pháp Loa và Tam Tổ Huyền Quang đã lập lên gọi là Học viện Phật giáo đầu tiên ở Việt Nam, được coi là Học viện Phật giáo đầu tiên ở Việt Nam, đó là chùa Quỳnh Lâm. Rồi đi xuống, nhìn thấy một vòng không nhìn thấy gì, mình đi xuống rồi. Cuối cùng cũng xuống đi cáp treo xuống rồi bà con.
biển. Đây có những cái cây, ôi có phải gỗ trầm không? Đây có phải gỗ trầm không? Mình không biết phải gỗ mấy nữa không? Nó là gỗ gì? Xin chào, hẹn gặp lại. Chào Ngoại Vân. Thank you.